Dạ, em xin kính chào quý cô chú anh chị. Thì video này em xin chia sẻ mình cách setup livestream được trên các nền tảng như là Facebook hay là YouTube, hầu hết các nền tảng, ngay cả mình livestream ở trên Shopee cũng như thế này luôn. Thì đầu tiên á, để mà mình setup livestream mình sẽ cần những thứ như gì? Thứ nhất là một con máy tính, cấu hình của mình tương đối mạnh chút xíu. Ví dụ như từ Core i5 trở lên, RAM 16 GB. Một cái cục capture chuyển tín hiệu từ máy ảnh sang máy tính. Thì cục này đảm nhiệm được cái việc là mình lấy tín hiệu từ máy ảnh là cổng HDMI như thế này. Thì máy ảnh mình sẽ có một cái cổng HDMI out ra. Thì tùy theo dòng máy ảnh, thì ví dụ như những con máy ảnh á, Sony thì có thể là cổng này gọi là cổng micro HDMI, cổng lớn là cổng này xíu gọi là cổng mini HDMI, cổng to hơn gọi là cổng HDMI. Nó có 3 tiêu chuẩn HDMI gọi là cơ bản. Còn có rất là nhiều loại thì cái đó thì tùy theo mỗi dòng máy. Thì muốn lấy tín hiệu HDMI á, mình đầu tiên mình lấy tín hiệu trực tiếp là từ một cái cổng HDMI out ra. Thì khi out HDMI ra thì mình sẽ cần một cục truyền tín hiệu. Thì cô chú anh chị tùy theo mình có thể sử dụng nhiều dòng khác nhau. Ví dụ như đây em sử dụng của hàng Camlin của hãng là Elgato, thì cái hãng này khá là lớn và đảm bảo cho mình sử dụng khá là ổn định, màu sắc độ chi tiết khá là trong và chất lượng rất là thật, đảm bảo hình ảnh cho mình. Cái cục Camlin này nó cũng ảnh hưởng khá là nhiều cho chất lượng hình ảnh của chú anh chị nha. Dạ, thì có rất nhiều dòng, ví dụ như là của Unisin cũng rất là tốt. Thì bên em sẽ có phân phối dòng là Camlin nè, Unisin. Thì bên em sẽ lựa chọn những dòng nào tốt nhất thì em mới phân phối, đảm bảo chất lượng hình ảnh để cô chú anh chị có thể live stream được tốt nhất. Đầu tiên á, mình sẽ vào trang là OBS này ha. Bây giờ em sẽ làm từng bước cho mình, làm rất là chậm. Nếu mà cô chú anh chị có gì không hiểu á, có thể nhắn tin gì bên em hướng dẫn mình kỹ hơn. Tại những bước em làm khá là chậm cho nên là hơi lâu và nó cũng hơi buồn ngủ. Nên cô chú anh chị có gì mà thắc mắc không hiểu có thể nhắn tin gì bên em. Thì đầu tiên á, mình sẽ vào trang là OBS Project này ha. Xong rồi mình chọn vô cái mục là download. Thì tự động nó nhận diện cho cái máy của mình luôn thôi. Thì mình có thể download về đúng bản. Thì mình có thể download về đây. Bấm vô đây để download. Rồi, thì bản chất là cái này em đã download rồi ha. Cô chú anh chị có thể là download về. Sau khi mình download về thì mình sẽ bắt đầu cài đặt vào. Ở đây là em đã download rồi. Cái này nó có rất là nhiều bản luôn cô chú anh chị nha. Thì tùy theo cái bản mà cô chú anh chị sử dụng cho nó phù hợp với máy tính của mình. Nếu mà chưa phù hợp thì mình có thể download lại. Đây là em đang download cái bản mới về luôn, giống như mà làm từ A tới Z từ ban đầu luôn. Rồi thì lúc này em mới vừa download về này ha. Em bấm vô đây để em cài đặt luôn nha cô chú anh chị. Rồi ok, em bấm vô em cài đặt nè. Em sẽ làm từng bước chậm nhất có thể. Bấm next, next, next cái này luôn. Rồi ok, còn cái cục capture á, là mình lấy tín hiệu từ máy ảnh đưa vô, cái mình cắm cho máy tính như thế này của chú anh chị nha. Dạ, yêu cầu máy tính của mình cấu hình là cũng từ Core i5, RAM là từ 16 GB để đảm bảo không bị treo, không bị lắc trong quá trình mình livestream. Thì trong cái phần này thì em hướng chia sẻ cho mình hai cách để mình livestream được khung ngang và livestream được khung dọc. Khung dọc là giống như điện thoại của mình vậy cô chú anh chị. Dạ. Rồi ok, mình cài đặt xong mình bấm finish giùm em. Lúc này phần mềm mình đã được cài đặt vào máy tính rồi cho nên là mọi thứ mình đã cài đặt xong một cái ứng dụng để mình setup mình livestream. Rồi, mình vừa cài đặt xong nó hiển thị lên đây liền luôn cô chú anh chị nha. Đây là giao diện cơ bản, mình cứ bấm bỏ qua cái bước này đi. Rồi ok. Thì bước này là lúc này máy em vừa lấy tính vừa cài đặt xong, chưa làm gì cả. Bước đầu tiên để mình setup livestream mình cần gì? Mình lấy tín hiệu từ máy ảnh. Thì có một số dòng máy ảnh á, thì cái này em chia sẻ, cái này nó nằm hơi ngoài lề so với con máy ảnh này chút xíu nha. Thì cô chú anh chị có thể để ý giùm em á, những dòng máy như là Sony 6000 hay là 6400ZV10 á, thì mình có thể bấm vô cái kiếm giùm em cái mục là HDMI. Thì cái này em nói ngoài lề thôi. Dạ. Thì cô chú anh chị có thể tìm thêm về những dữ liệu này. Những video sau thì em chia sẻ kỹ hơn về cái phần này ha. HDMI này, mình những vô những cái mục này tắt hết giùm em những cái phần này giùm em. Out HDMI mình để auto ha. Nhưng mà cái mục là HDMI info display nè, mình có thể tắt đi. Thì trên cả máy ảnh nè, trên cả máy tính cả hai cùng hiển thị một lúc là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là mình có thể vào giùm em cái mục là auto power up của máy. Thì tự động máy sẽ rơi vô chế độ ngủ thì mình đang livestream giữa chừng thì rất là mệt mỏi. Đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình bật giùm em nếu máy mình có chế độ là báo nóng á, mình bật lên 2 giùm em để trường hợp đang like cái nó báo nóng giữa chừng rất là cực. Thì cái này nó hơi ngoài lề chút xíu. Thì em sẽ làm cái video riêng về cái vấn đề này. Thì sẵn video này thì em nói thêm thôi. Dạ. Thứ nhất á là mình chỉnh HDMI. Cái thứ hai á là mình chỉnh power up để cho máy nó không tắt màn hình giữa chừng. Cái thứ ba là mình chỉnh giùm em máy về chế độ báo nóng cho hai lên. Đó, thì cái này em nói hơi ngoài lề nha. Dạ, power shelf time thì cái này mình cho nó về 30 phút giùm em. Dạ rồi. Cái này là đối với máy ảnh Sony thì có nhiều dòng máy ảnh khác nhau, thì cái này em cái nào em sẵn làm thì em làm luôn để
chia sẻ của chú anh chị. Rồi mình lấy tín hiệu từ máy ảnh đi vô máy tính như thế nào. Rồi bắt đầu ha, VHDMI mình out tín hiệu từ cái máy ảnh, mình đưa vô cục cam link, cam link mình đưa vô máy tính. Rồi khi mình đưa vô máy tính, mình có thể chọn vô đây giùm em, chọn vô đây, chọn vô giùm em là video capture driver, chọn ok. Đây ha, tín hiệu nó hiện lên liền. Thì bên đây mình có thể cắm lên, mình thấy cục cam link nó hiện lên cam link. Còn nếu mà cái cục capture của Unisin thì nó hiển thị những cái tên khác khác nhau. Mình chọn ok. Thì lúc này á, mình đang đang lấy tín hiệu trực tiếp từ cái máy ảnh đưa vô nè, cô chú anh chị có thể thấy ha. Rồi, ở trên cái OBS này có hai cái, có một cái mình có thể lưu ý. Cái thứ nhất á, là mình có thể bấm vô chế độ Studio Mode này, nó sẽ có chế độ gọi là chế độ chuyển cam. Ví dụ như Transmission nó đẩy tín hiệu qua đây ha. Đó, thì ví dụ như cô chú anh chị có thể là setup những cái thông số, ví dụ hình ảnh nè, video, chương trình khuyến mãi nằm ở phần sột này, nhưng mà nó chưa nhảy lên đây, là màn hình này, màn hình của Live. Mình chỉ cần bấm Transmission vô thôi, thì đây nó hiển thị màn hình lên Live. Ví dụ như thế này, video sột nè, em có một cái sột nào đó đi, em có một cái sột video khuyến mãi của em đi, thì cái này em nói mà thêm một chút xíu nữa thì chắc chắn nó sẽ hơi bị dài, cho nên cô chú anh chị chịu khó theo dõi giùm em nha. Dạ rồi ok, ví dụ như thế này ha, một cái sột của em đi, em kéo dài đang xíu cái sột, dạ em tắt cái này đi, đây là một cái sột mà em vừa mới đẩy vô, menu sột chụp phải transform fit to fill. À cái sột này em hình như là không biết nó có chạy được không, để em test thử nha, cho nó chạy thử nè. Em để vào cái sột khác, media sột. Ok. Đây là cái sột video. Thì cái này là những chương trình khuyến mãi thì mình có thể tạo sẵn giùm em. Dạ. Xong rồi mình đưa vô cho nó chạy thôi. Dạ. Rồi. Ví dụ như là video này hiện tại ha. Bây giờ em tắt bên đây nè. Bên đây vẫn chưa tắt nha. Thì đây giống như là những phần mình bật mở chương trình khuyến mãi của mình lên. Rồi. Mình bắt đầu mình transmission qua. Thì bên đây mới chạy lên. Đây giống như chương trình khuyến mãi em tạo ở đây ha. Bên đây nè, các em kéo cái khung về, thì cái này nó hơi ngoài lề một chút xíu của chú anh chị nha, thì cái này em nói đến bổ sung thêm để cô chú anh chị có thêm được cái phần thông tin đó. Dạ đây, sụt 1, sụt 2, à đó, thì những chương trình khuyến mãi ví dụ em bật tắt ở đây thì ở bên đây nó chưa chạy theo, cắm transmission thì bên đây em chạy qua rồi. Ok, thì bây giờ em bỏ qua phần này em không nói nữa, em tập trung vào cái phần chỉnh khung. Rồi chỉnh khung như thế nào, chỉnh khung á cho nó khung hiện tại nó máy nó đang là khung ngang. Em bấm Studio Mode, em tắt cái này đi. Xong rồi em chuyển qua cái khung dọc. Khung dọc á, em bấm vô Setting này. Xong rồi em bấm vô chữ là Output. Ha, Output. Mình chọn dùm em cái chữ là Advanced này dùm em. Cô chú anh chị nha. Mình chọn vô thêm cái chữ là Rescale. Chọn vô định dạng là 1080 x 1920. Đây là định dạng khung dọc nha. Khung dọc là khung chính 16. Khung ngang là 16 chính. 16 chính ha. Cô chú anh chị có thể thấy được đây là khung 16 chính. Là 1920 x 1080. Mình sửa lại 1080 nhân 1920. Đây là 916, mình sửa lại thành 916 giùm em nha cô chú anh chị. Dạ rồi, sau khi mình sửa thành công rồi thì cô chú anh chị bấm vô chữ apply, bấm ok giùm em. Thì sau khi mình bấm ok được thành công ha, thì lúc này hình ảnh cái khung này của mình nó đang bị ngang ra. Thì ví dụ như cô chú anh chị có thể lật ngang được cái khung màn hình của mình lại. Ở đây mình có thể lật ngang ra ha. Rồi ok, bây giờ ví dụ như bây giờ em lật cái khung này nằm ngang ra đi. Dạ là cái khung nằm ngang ra đó, thì mình có thể bấm vô cái chuột phải nè, mình bấm chuột phải vô ngay cái ô này giùm em nha cô chú anh chị, bấm chuột phải vô, bấm chuột phải vô, xong mình chọn như giùm em cái chữ transform, mình chọn rust rust nó 90 độ, đây là đúng khung của mình ha cô chú anh chị có thể thấy nha. Ở đây em có thể bấm vô chỗ chủ studio mode á, em cho nó hiện lên cái sụt driver lên nè đó. Rồi khi cho nó hiện lên á thì bắt đầu nó sẽ chạy, thì nó chạy thì mình sẽ có thể thấy được chương trình khuyến mãi của mình. Đó, rồi, ok, về cái phần này transmission xong ha. Đó, thì những chương trình khuyến mãi, ví dụ như cô chú anh chị có thể chọn vô cái sụt này, ha. Xong cái mình cho nó kéo xuống đây. Sụt này, cái mình chọn vô, cái mình transform, mình fit to range nó lại một cái, cho nó chạy lên đây. Đó, cô chú anh chị có thể thấy nha, nó sẽ chỉnh thành hai khung. Đó, rồi, ok. Rồi, ở một cái khung á, khung này là khung live stream nè. Còn cái ở trên dưới là cái chương trình khuyến mãi mình đang chạy ha. Mình có thể tạo sẵn những cái video này. Thì xin lỗi cô chú anh chị em nói hơi dài một tí xíu, nhưng mà nói sẽ khá là đủ để mà cô chú anh chị có thể là test thử. Còn những cái này có thể làm từ đâu?
cô chú anh chị có thể làm từ cắt cút luôn, mình làm nguyên một cái khung nguyên thế này xong mình vô điện thoại mình cắt lại đó, rất là dễ cô chú anh chị nha. Mình tắt chế độ Studio Mode đi. Đó. Ở đây là mình có thể lai được khung dọc, lai giống như điện thoại, còn khung ngang từ ban đầu luôn thì nó đã ban đầu rồi ha. Rồi tiếp tục tới cái mục là phát cái sụt lai lên. À em sẽ thêm được cái sụt là âm thanh vào. Âm thanh thì em lấy trực tiếp từ máy ảnh vô luôn. Em chọn vô Audio Input Capture ha. Rồi em lại nha. Chọn vô đây. Chọn vô Audio Input Capture, chọn đồng ý. Thì em lấy tín hiệu âm thanh từ đâu? Em lấy tín hiệu âm thanh từ máy ảnh thì em lấy từ cam linh này. Em chọn như ok, đó là âm thanh em lấy trực tiếp từ cái máy ảnh đi qua luôn. Đó, vậy là xong. Thì cơ bản âm thanh thì từ máy ảnh, còn cái phần này nè, audio từ máy tính của em thì em tắt luôn nè ha. Từ media sụt thì sụt em có hai sụt âm thanh mà. À, thì em tắt hai này luôn giùm em. Lỡ như mình tạo một cái video có âm thanh thì nó sẽ rất là phiền phức cho mình. Dạ rồi, ok. Rồi em tắt hết những cái sụt này đi. Thì em chỉ cần chừa một sụt âm thanh của máy ảnh này thôi. Rồi tiếp tục ha cô chú anh chị. Hay. Bây giờ phát livestream như thế nào? Mình sẽ vào cái nền tảng Facebook của mình. Ví dụ như em đây sử dụng qua Facebook đi, em sử dụng Facebook cá nhân của em. Em chọn vô chữ phát trực tiếp nè. Live fanpage cũng vậy luôn như cô chú anh chị, mình cũng sẽ làm y chang ở trên fanpage như vậy. Facebook cá nhân cũng như vậy luôn. Thì mình chọn vô chữ phát trực tiếp này. Sau khi mình chọn chữ phát trực tiếp á, mình sẽ đợi cho nó chuyển qua chế độ là Live Producer. Ở đây nó có hai cái mục, một mục á là mình lấy cam trực tiếp giống như dòng webcam nhưng mà không cho chỉnh khung dọc thì ở đây cũng được nè. Thì với phương án này á, thì cô chú anh chị không có thể chỉnh được cái khung nằm ngang. Còn phát qua phần mềm mà phát qua OBS, còn này phát là phát thẳng trực tiếp giống như sử dụng công webcam của máy tính á. Dạ mình chọn phát trực tiếp ha, xong rồi mình chọn như chữ chọn khóa luôn, mình bấm vô chữ cài cài đặt nâng cao, mình chọn vô khóa luôn ổn định giùm em nha cô chú anh chị. Mình chọn là sao chép. Xong rồi ở bên đây mình sẽ vô cái mục là setting. Dạ. Setting này. Mình chọn vô chữ stream. Ở đây ví dụ như em like nền tảng nào thì em đẩy vô đó. Đây là Facebook nè. Đây là YouTube nè. Đây là Twitter nè. Red Stream nè. Rất là nhiều. Thì cô chú anh chị tùy theo mình lựa chọn. Nếu mà mình có một cái khóa luồng riêng á, thì mình có thể đẩy lên. Ở đây em có Facebook thì em chọn vô Facebook nè. Định dạng của Facebook Resolution là 1080 1280 720 30 fps, mình chọn là yes. Dạ rồi mình chọn stream key, mình bấm control, mình đẩy cái khóa luồng hồi nãy vô như cô chú anh chị. Dạ mình đẩy khóa luồng hồi nãy vô yes. Rồi mình chọn apply này giùm em. Ở đây á thì nó hỏi là nó khuyến cáo cho mình, thì tùy theo cô chú anh chị em có thể bấm vô đây bật, thì cái phần này là tùy theo khách hàng. Dạ khuyến cáo mình bấm vô đây. Dạ bấm ok. Sau khi mình bấm ok thành công, mình bấm chữ ở đây mình bật chế độ start này đi ha. Ví dụ như em tắt hai cái sụt này đi. Đó, em tắt hai cái sụt này. Em kéo này xuống đây. Dạ rồi. Rồi, ví dụ như bây giờ nó chưa chuyển qua nè, em bấm transmission đây chuyển qua. Cái bây giờ em muốn bật cái chương trình khuyến mãi lên, cái em bấm vô đây, cái transmission nó hiện lên. Đó, cô chú anh chị nha. Rồi, em tắt hai cái này đi, rồi em làm sao? Rồi, em transmission nó tắt cái này. Rồi, em bấm chữ start stream nha. Hồi nãy là mình đã cài cái khóa luồng vào đây rồi. Dạ cô chú anh chị stream nè, mình nãy mình cài cái khóa luồng vào đây rồi, cái này gọi là cái khóa luồng của chú anh chị ha. Rồi mình bấm start stream. Sau khi mình bấm start stream thì ở bên đây nó hiện được cái tín hiệu nè, kết nối nguồn video đã kết nối được thành công nha. Rồi mình có thể vào trong đây mình gõ lên chữ là ví dụ như là AAA, mình ghi tiêu đề mô tả rồi ví dụ quảng cáo bán hàng gì đó, thì bật bình luận ghim sẵn. Thì những cái bình luận nào á mình muốn ghim sẵn thì mình có thể ghim sẵn vô trong đây. Giờ bật vô đi. Dạ thì ví dụ như em edit một cái nội dung nào đó, ví dụ như là tự soạn nè. Dạ giảm giá ACE ơi. Đó thì khi mà em bấm vô đây thì nó sẽ lưu sẵn ở trên đây, thì nó ghim sẵn khi mà cô chú anh chị vừa mở livestream lên thì nó hiện lên sẵn á. Dạ rồi bắt đầu em phát trực tiếp lên, thì ở đây em chuyển qua chế độ công khai thì em chọn vô chỉ mình thôi luôn phát trực tiếp. Thì ở trên fanpage cũng như vậy luôn nha cô chú anh chị. Thì ở trên fanpage mình cứ bấm vô vậy là phát lên. Rồi như vậy video mình đã phát lên thành công thì mình sẽ vô lại Facebook. Vô lại Facebook. Rồi mình sẽ xem. Rồi tiếp theo là em sẽ hướng dẫn cho anh chị chia sẻ thêm cái phần là mình livestream lên YouTube như thế nào. Dạ. Rồi ở đây nè. Dạ. Cô chú anh chị có thể thấy được là em đã phát live lên nè. Đây. Mình có thể thấy được à. Giảm giá. Giảm giá ACE ơi, nó hiển thị lên đây luôn ha. Thì đây video của em nè. Đó. Thì ví dụ như em muốn hiện được hai cái khuyến mãi này lên,
em bấm mở rộng này lên, lớn lên đi ha. Dạ rồi, bây giờ ví dụ như muốn hiện hai cái khuyến mãi này em lên nè, cô chú anh chị có thể hiện hình ảnh lên được thoải mái nha, bấm transmission đây, bên đây nổi lên thì bên đây 1 2 3 4 5 lên, thì bên đây nó hiển thị hai cái này lên đó. Thì cô chú anh chị có thể là setup cho mình những video hình ảnh đồ á để mình thêm được chương trình khuyến mãi của mình. Ví dụ như đây cô chú anh chị có thể bấm đây, bấm vô đây thêm, mình chọn vô email, email đi ha. Đây là những hình ảnh mình muốn tăng thêm vào cái phần giảm giá của mình. Mình vừa like nha, mình vẫn có thể thêm được thoải mái nha cô chú anh chị. Dạ. Ví dụ như em thêm một cái chương trình khuyến mãi của em đi, bấm ok. Dạ em bấm cho nó kéo cho nó vừa khung lại. Dạ rồi, ok. Chuẩn bị. Rồi. Ở bên đây thì nó chưa lên đâu nha cô chú anh chị. Khi mình bấm transmission á thì bên đây liền lên. Rồi, chuẩn bị lên giảm giá cho cô chú anh chị. 3 2 1 ghim. Thì ở đây nó sẽ lên trên đây. Lên trên đây thì mình mất khoảng 4 giây lên trên đây. 1 2 3 lên. Ok. Đó, thì những chương trình khuyến mãi mình sẽ chạy lên như thế này thì rất là tiện lợi cho cô chú anh chị luôn. Thì mình muốn thêm những chương trình khuyến mãi hay giảm giá gì đó hay là hình ảnh đó thì mình lên trên đây rất là tiện lợi cho mình. Thành ra là cô chú anh chị có thể sử dụng nó tiện lợi hơn. Còn nếu mà mình không có thêm hình ảnh đó thì mình có thể bỏ chế độ Studio Mode này đi. Nó sẽ tiện lợi là vô cùng. Đó, thì cái phần này là em hướng dẫn vừa xong về cái phần là mình live stream trực tiếp qua Facebook. Còn YouTube như thế nào? Dạ, YouTube đó thì mình gõ vô YouTube. YouTube thì mình sẽ có một cái mục như thế này. Dạ, video đến đây thì nó cũng hơi dài thôi, thì cô chú anh chị ráng chơi giùm em thêm một chút xíu nữa, em sẽ chia sẻ thêm cái phần YouTube. Đây, YouTube thì mình sẽ vô phần này, cái mình vô cái phần phát trực tiếp này. Shopee cũng vậy luôn cô chú anh chị nha. Shopee thì mình sẽ nó sẽ cho mình sẵn cái khóa luôn. Còn thêm giờ, dạ, do tài khoản này của em chưa đủ giờ để like, em sử dụng cái tài khoản khác đi. Đó. Thì video nó sẽ khá là dài cho nên rất mong cô chú anh chị xem á mà cảm thấy video có phù hợp với nhu cầu của mình á thì có thể là cho em một like hay là một subscribe gì đó để ủng hộ em có thêm tinh thần phát trực tiếp nè. Xong rồi ở phần này. Đó, thì ở đây mình sẽ vẫn có cái khóa luồn này ha. Cô chú anh chị sao chép cái khóa luồn này. Cái mình đẩy vào trong đây setting ha. Cái stream thì lúc này mình đang do mình đang phát live ở trên Facebook rồi cho nên là mình sẽ không sổ lại được trừ khi mình ngưng ở trên đây đi. Dạ cô chú anh chị ở đây ví dụ như đây nha. Rồi ok, cái phần này là cô chú anh chị nắm được rồi ha. Rồi đây là phần Facebook để mình like được khung dọc, còn nếu mà khung ngang thì rất là dễ, khung ngang thì từ ban đầu á thì mình có thể chỉnh được với phone. Rồi ok, em sẽ stop stream của hàng Facebook đi, em qua tới YouTube stop này. Dạ rồi, khi mình stop này ở trên đây là 3 2 1 ngưng thì bên đây sẽ tự động nó dừng luôn đó. Rồi tiếp tục qua bên cái Facebook, YouTube. Giờ YouTube á thì ở đây em sẽ test thử ở cái phần là em like ở định dạng cá nhân đi, tại cái này là đang ở chế độ riêng tư nè. Dạ khi mình vô chế độ like này xong thì cô chú anh chị vô phần sao chép, xong rồi mình vô một setting, vô một stream. Ở đây ví dụ như em chọn qua custom vẫn được nha cô chú anh chị. Custom thì mình control V cái khóa luồn nãy. Xong rồi URL đây nè, cô chú anh chị có thể để ý giùm em nha. Service thì mình chọn custom. Server của thằng này là nằm ở chỗ nào? Tạo mã trực tiếp liên kết. Ở đây mình có thể tạo nè. Trong quản lý Diffuse Stream Key. Mình có thể là máy chủ nè ha, mình chọn những máy chủ này, nhưng mà ở đây mình có đang có sẵn của hàng YouTube rồi thì mình đưa vô thẳng YouTube cho nó khỏe cái đầu. Đây là của YouTube, còn trên đây nó cũng của hàng YouTube luôn nè. Đó, thấy không? Nó tiện lợi cho mình hơn nha cô chú anh chị. Thì ở đây mình chọn vô là connect. Ở đây nó bắt mình connect account trực tiếp luôn. Dạ, còn nếu mà mình không muốn connect account á thì cô chú anh chị có thể chọn vô một cái là backup server này, nó có chữ backup server. Nó cũng phải bắt đăng nhập vô hết. Vậy thì em sẽ chọn vô đây custom dễ mà. Dạ rồi, chọn vô đây sao chép cái này, cái em thảy ở trong đây. Còn stream key là cái này, sao chép thảy trong đây. Rồi đó, khỏi cần đăng nhập, phát trôi trực tiếp luôn. Ok đó. Rồi start, em tắt mấy cái sụt hình ảnh này đi đi ha. Đó rồi transition đó, để qua đây là trống liền. Rồi qua đây nó hình ảnh nó sẽ đang kết nối lên trực tiếp luôn nè. Đây, ở đây là quyền riêng tư, em để policy là để quyền riêng tư là cá nhân đó. Thì những hình ảnh em sẽ phát trực tiếp lên trên đây, chờ mấy giây nó phát hình ảnh lên đây liền đó cô chú anh chị thể thấy ha. Rồi em có thể thêm được hình ảnh nè,
thêm được chương trình khuyến mãi nè, lên này ha, lúc này chưa lên nha cô chú anh chị, bấm cho xanh lên thì bên đây nó hiện lên, ở đây là mất 1 2 3 hiện đó. Khi mà hiện lên rồi thì mình có thể thêm được hình ảnh nè, bấm đăng cái transmission cái nữa, 1 2 3 hiện đó, thì bên đây nó cũng sẽ hiện lên được rất là dễ luôn cô chú anh chị nha. Thì đây là cách để mình có thể setup livestream qua Facebook, Facebook, YouTube hay là mình phát livestream lên nền tảng là Shopee. Thì em sẽ có những cái phần mềm ví dụ như là mình gia nữa, thì những video sau ví dụ phần mềm em có cái phần mềm là mình gia này rất là hay nè đó, phần mềm này thì mình có thể set lên được rất nhiều nền tảng khác nhau. Thì ở video sau quá thì em sẽ chia sẻ cho mình kỹ hơn, tại mỗi video video này tới 22 phút mấy rồi, nó khá là dài cho nên là cô chú anh chị xem nó hơi hay mệt. Dạ thì video sau em sẽ chia sẻ kỹ hơn. Ở đây em có một cái tool để cho mình có thể là làm mịn da đồ rất là hay. Dạ video sau em chia sẻ với cô chú anh chị ha. Nè, nó cho mình làm mịn da đồ rất là nhiều tính năng ở trong đây luôn cô chú anh chị. Dạ rất là vui vẻ ở tính năng này. Rồi, ở video sau em sẽ chia sẻ thêm ha. Rồi cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều khi đã xem tới đây. Rồi ok em stop cái này đi. Rồi. Nếu mà cô chú anh chị có thắc mắc vướng mắc gì thì có thể nhắn tin bên dưới, em sẽ hướng chia sẻ thêm cách để mà mình có thể setup livestream. Thì video này nó cũng là hơi dài rồi. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều khi đã xem video này. Cảm ơn. Dạ video sau em sẽ nói về TikTok và những cái nền tảng khác ha. Dạ em cảm ơn rất là nhiều.